Sáng ngày 5 tháng 11, tại trường trung học cơ sở Trần Huy Liệu, phường 4, quận Phú Nhuận, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận và Ngân hàng Agribank tổ chức trao 120 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng một suất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Tham dự có ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận, bà Nguyễn Thị Kiều Nhi, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, nhà báo Tăng Hữu Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng. Ông Trần Phước Sang, Phó trưởng Văn phòng đại diện Ngân hàng Agribank khu vực miền Nam, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, phụ huynh và học sinh. Hôm nay thông qua Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh và báo Sài Gòn Giải Phóng, Agribank rất là hân hạnh được tài trợ cho các em học sinh vượt khó với 120 suất học bổng trị giá là 240 triệu đồng để tiếp sức cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó đến trường. Chúng tôi cũng mong muốn và tin tưởng rằng những cái phần học bổng này sẽ giúp cho các em có thêm cái động lực học tập và phấn đấu trở thành những con ngoan trò giỏi và những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Những phần học bổng kịp thời động viên các em học sinh khó khăn, khích lệ tinh thần hiếu học, phấn đấu trở thành những công dân gương mẫu là niềm tự hào cho gia đình. Vậy con xin cảm ơn các cô chú vì đã gọi là tài trợ cho 120 học sinh chúng em gọi là được nhận học bổng ngày hôm nay về gọi là giúp đỡ thì là đó, thấy gọi là một phần thì có giúp được về học tập, nói chung là dụng cụ học tập và đó phần nữa là lúc thì đóng tiền học phí và cũng có một phần số khác nữa. Ví dụ như mua sách hay là những gì đó liên quan tới học tập. Năm 2022, Ngân hàng Agribank thông qua Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh dành 5 tỷ đồng để cùng các cơ quan báo đài làm công tác xã hội tại khu vực miền Nam. Tuần tới, báo Sài Gòn Giải Phóng và Ngân hàng Agribank sẽ tiếp tục trao học bổng tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.